Những sai lầm chiến lược của Nga không chỉ khiến phương Tây ngày càng táo bạo hơn trong việc hỗ trợ Ukraine mà còn bộc lộ thêm điểm yếu chí mạng của quân đội Nga. Ukraine đang tận dụng những điểm yếu này để tăng tốc hành động của mình. Chúng ta sẽ sớm thấy thêm tin tức về các cuộc tấn công chết người vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga trong thời gian tới. Ukraine tung đòn liên tiếp, căn cứ chiến lược Nga chịu tổn thất nặng nề. Trong thời điểm lực lượng Ukraine đang gặp bất lợi vì thiếu đạn dược, Nga đang háo hức mong đợi một bước đột phá lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công tàn bạo nhất vào nơi mà họ nên phải lảng tránh nhất, đó là cuộc tấn công vào biên giới thành phố Kharkiv. Có lẽ, quân đội Nga chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự chiếm Kharkiv, mà là hy vọng dùng trận chiến ở Kharkiv để kiềm chế lực lượng Ukraine ở Donetsk, qua đó đạt được bước đột phá ở thành phố Avdiivka. Truyền thông Nga mô tả trận chiến ở Kharkiv là một cuộc tấn công lớn, khiến người ta nghĩ rằng họ thực sự muốn tấn công Kharkiv nhằm đạt được hiệu quả dương đông kích Tây. Trên thực tế, trong 3 tháng qua, lực lượng Nga không đạt được tiến bộ đáng kể nào trên tiền tuyến. Tuy nhiên, trận chiến ở Kharkiv đã khiến Nga phải trả giá đắt không ngờ tới. Trái với mong muốn của Nga, giao tranh ở Kharkiv đã dẫn tới sự thay đổi chiến lược quan trọng của phương Tây qua việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Giờ đây, Ukraine không chỉ có vũ khí tầm xa hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn, mà còn có thể tấn công các mục tiêu ở Nga trên quy mô lớn hơn. Kết quả là Ukraine đã dùng vũ khí của Mỹ tiêu diệt thành công các món vũ khí trang bị được dùng để tấn công Kharkiv của Nga, cũng như hệ thống phòng không gần thành phố Belgorod của nước này, khiến quân đội Nga không còn có thể tiếp tục lợi dụng biên giới và vùng an toàn để tiến hành các cuộc tấn công vô đạo đức vào Kharkiv nữa. Kharkiv đã không bị tấn công trong gần 2 tuần trở lại đây. Ngoài ra, sau khi Ukraine được cho phép tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, Nga đã không còn có thể ung dung xử lý việc vận chuyển hậu cần gần biên giới như trước nữa. Ukraine được phép sử dụng HIMARS và các loại vũ khí khác để tấn công các mục tiêu ở Nga. Đối với Nga mà nói, điều đó là quá bất ngờ và họ chưa kịp phản ứng cũng như thích ứng với sự thay đổi đột ngột này của chiến trường. Chưa đừng nói đến chiến thuật dương đông kích Tây. Chính Nga đã cố gắng lợi dụng tâm thái không mong muốn tình hình leo thang của phương Tây mà tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine từ phía biên giới không thể tấn công của Nga, bao gồm cả các cơ sở dân sự. Điều này đã khiến phương Tây tức giận, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga. Chính sự thay đổi chiến lược này quay trở lại đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ diễn biến của cuộc chiến. Điều nghiêm trọng hơn là Nga dường như đã bộc lộ một điểm yếu chết người. Đó chính là dù ở phía trước hay phía sau thì hệ thống phòng không của Nga đã tỏ ra kém hiệu quả và dễ bị tấn công. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6, quân đội Ukraine đã phóng ít nhất 10 tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS nhằm vào các hệ thống phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Tất cả các khẩu đội phòng không, bao gồm một khẩu đội phòng không S-400 gần thành phố Zhankoy và hai khẩu đội phòng không S-300 gần thành phố Chornomorsky và thành phố Zhepatoria đều bị phá hủy trong một cuộc không kích của Ukraine và gây ra vụ nổ thứ cấp. Có thông tin cho biết, trong quá trình này, hệ thống phòng không Nga đã không đánh chặn thành công tên lửa Ukraine. Vào ngày 11 tháng 6, lực lượng du kích ATACMS của Ukraine hoạt động ở Crimea tuyên bố rằng một loạt cuộc tấn công thành công vào căn cứ tên lửa đất đối không của Nga ở Crimea đã khiến chỉ huy Nga khuyến cáo các thành viên trong gia đình nên sơ tán đến miền nam nước Nga. Đây cũng là kết quả của việc chuyển hệ thống phòng không bảo vệ Crimea sang khu vực Belgorod, khiến Crimea mất đi phạm vi bảo vệ phòng không cần thiết. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về việc này và cũng chưa có xác nhận của bên thứ ba về thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Truyền thông Nga đưa tin tên lửa chiến thuật của quân đội do Ukraine phóng đã đi vào khu vực phòng thủ của Sư đoàn Phòng không số 31 của Nga, nhưng không có báo cáo thiệt hại. Một blogger quân sự Nga đã mạnh mẽ lên án phản ứng chậm chạp của Bộ Quốc phòng Nga trước cuộc tấn công và chỉ cho rằng mặc dù thực sự chịu tổn thất nặng nề, nhưng các sĩ quan Nga đã nói dối cấp trên rằng không có tổn thất nào.
Hôm 8 tháng 6, Ukraine đã tiêu diệt thành công tiêm kích tàng hình Su-57. Đây là đòn giáng nặng nề vào Nga và một lần nữa chứng minh rằng Ukraine có thể xuyên thủng hệ thống phòng không Nga và tiến hành các cuộc không kích hiệu quả nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR công bố về cơ bản đã ủng hộ tuyên bố rằng tiêm kích tàng hình Su-57 đã bị phá hủy. Ít nhất một tiêm kích tàng hình Su-57 bị hư hại nặng tại Trung tâm Thử nghiệm bay nhà nước Vyshkalovka số 929 ở huyện Astubin thuộc tỉnh Astrakhan của Nga. Cuộc tấn công lần này được thực hiện bởi 3 máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Ukraine đã phát triển nhiều loại máy bay không người lái, từ máy bay không người lái cánh quay mang bom cỡ nhỏ đến máy bay không người lái tấn công phản lực tầm xa, tốc độ cao và máy bay không người lái trinh sát mang đầu đạn hạng nặng. Những máy bay không người lái này đã thực hiện thành công các hoạt động quấy rối và tấn công nhằm vào các nhà máy, bến cảng, nhà máy lọc dầu, trung tâm hậu cần và căn cứ không quân ở trung tâm nước Nga. Tiêm kích Su-57 hiếm hoi của Nga đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Điều này cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang đạt được thành công đáng kể. Mặc dù máy bay chiến đấu Su-57 là trang bị quân sự hiện đại nhất của quân đội Nga, nhưng tác động trực tiếp của cuộc không kích này đối với diễn biến cuộc chiến Ukraine dường như không đáng kể. Nguyên nhân là do số lượng trang bị Su-57 quá ít, bởi lo sợ một khi bị bắn hạ thì rất bẽ mặt về mặt chính trị, nên Nga dường như không thật sự đưa chúng ra tiền tuyến. Vậy nên cho đến nay, vai trò của Su-57 trong cuộc xung đột này gần như không đáng kể. Tuy nhiên, cuộc tấn công lần này cho thấy Ukraine hiện đã có năng lực tấn công tầm xa chi phí thấp tương đối trưởng thành. Hiện tại, phạm vi tấn công của các khả năng tương tự đã được mở rộng tới các khu vực sâu hàng trăm km ở Nga. Người ta nhận thấy rằng các phương thức tấn công tầm xa này ở Ukraine dường như không phải là thiết bị công nghệ cao với tốc độ đột phá phòng thủ mau lẹ hoặc khả năng tàng hình. Tuy nhiên, những vũ khí tương đối đơn giản này lại có thể tiến thẳng vào nội địa Nga, tiếp cận mục tiêu và thực hiện tấn công thành công, gây nên thiệt hại thực tế cho các mục tiêu có giá trị cao ở Nga. Điều này cho thấy hệ thống phòng không của Nga có những lỗ hổng lớn. Họ không chỉ phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật của bản thân hệ thống phòng không, mà còn phải đối mặt với một tình huống đáng xấu hổ là lo được đằng đầu, không lo được đằng đuôi trong quá trình chiến đấu. Điều này cũng thúc đẩy lực lượng Ukraine tăng cường và mở rộng các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không Nga. Từ đó, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về năng lực phòng thủ của quân đội Nga và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công trên phạm vi rộng hơn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Cách tiếp cận như vậy sẽ buộc lực lượng không quân Nga phải hoạt động xa hơn mặt trận của Nga vốn trải dài hàng trăm dặm tính từ biên giới Ukraine. Điều này sẽ làm giảm khả năng hỗ trợ trên không hoặc tấn công mặt đất của Nga, hoặc di chuyển một số lượng lớn hệ thống phòng không từ tiền tuyến về hậu phương để bảo vệ những mặt trận này, càng làm trầm trọng thêm khoảng trống ở hàng phòng ngự phía sau. Phần lớn máy bay tấn công và máy bay ném bom của Nga tiến hành các cuộc tấn công ngoài khu vực nhằm vào Ukraine đều dựa vào các sân bay quân sự được Nga triển khai ở tiền tuyến. Chúng gần như là nguyên nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Ukraine, và chúng cũng là mục tiêu được ưu tiên nhất và căm ghét nhất của Ukraine. Tấn công các căn cứ không quân của Nga có thể là cách tốt nhất để Ukraine giảm thiểu tổn thất ở tiền tuyến hiện nay. Và do năng lực phòng không của Nga yếu nên cơ hội cũng ngày càng tăng. Hầu hết các sân bay tiền phương của Nga đều thiếu máy bay yểm trợ kiên cố và ngay cả những loại đạn dược tấn công tương đối thô sơ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những máy bay không được bảo vệ. Vì vậy, ngay cả khi máy bay không người lái tấn công do Ukraine phát triển có công nghệ thô sơ, tốc độ khá chậm và kém mạnh mẽ hơn, chúng vẫn có thể gây sát thương hoặc thậm chí tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và thậm chí cả máy bay cảnh báo sớm của Nga đậu tại sân bay. Tóm lại là, Kyiv dường như đang thực hiện một chiến lược rõ ràng, mục đích là buộc các căn cứ không quân Nga nằm gần biên giới phải sơ tán ra xa tiền tuyến, gây khó khăn hơn cho không quân Nga khi thực hiện các cuộc tấn công phi phòng thủ vào các vị trí và thành phố của Ukraine, gia tăng cự ly bay đối với máy bay chiến đấu phản lực của Nga, khiến chúng tiêu thụ nhiều nhiên liệu, số giờ bay và đòi hỏi nhiều nhân lực hơn, đồng thời giảm tỷ lệ tham dự, từ đó giảm tần suất và cường độ các cuộc tấn công bằng bom lượn và tên lửa chống lại lực lượng Ukraine. Trong tình huống nếu không có đủ lực lượng phòng không che chắn, các cơ sở hậu cần của quân đội Nga có thể dễ dàng hứng chịu các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.
Hiện tại thì các phương thức tấn công này bao gồm máy bay không người lái, tên lửa HIMARS và có thể còn có cả tên lửa hành trình phóng từ trên không. Điều này cho phép các máy bay không người lái trinh sát và tấn công của Ukraine cũng như các máy bay F-16 sắp được đưa đến và các máy bay chiến đấu khác có những màn tấn công tự do nhiều hơn. Ukraine đang chuẩn bị cho việc tấn công Crimea bằng chiến đấu cơ F-16. Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng nếu Ukraine giành được chiến thắng nào đó trong cuộc chiến với Nga, thì điều này sẽ xảy ra ở bán đảo Crimea, nơi bị Liên bang Nga sáp nhập vào năm 2014 và được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ rõ sẽ trở thành điểm nóng. Tờ Business Insider dẫn lời nhà phân tích Frederick Mertens tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hegel tin rằng bằng cách nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea, đặc biệt là các hệ thống phòng không trên mặt đất của quân đội Liên bang Nga, Ukraine đang chuẩn bị nền tảng cho các cuộc tấn công đường không trong tương lai sau khi các chiến đấu cơ F-16 xuất hiện trên chiến trường. Theo chuyên gia Mertens, Crimea là mục tiêu rất dễ bị tổn thương vì ở đây người Nga có không gian cơ động tương đối hạn hẹp. Vì vậy, nếu một số lượng nhất định máy bay chiến đấu muốn tạo ra tác động thực sự, thì đó là ở vùng trời phía trên Biển Đen và vùng trời này hoàn toàn có thể tiếp cận được sau khi các phòng không trên mặt đất mà quân đội Liên bang Nga bố trí ở bán đảo Crimea được giải quyết. Đánh giá về tầm quan trọng của Crimea, nhà nghiên cứu cấp cao Maria Snegovaja tại chương trình Châu Âu, Nga và Á-Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Moscow không thể để mất Crimea vì điều đó sẽ cho phép Kyiv sử dụng mối đe dọa đối với tình trạng của Crimea làm quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Chuyên gia Elina Beketova tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu tin rằng nếu Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát Biển Đen và giành lại bán đảo Crimea hoặc gây áp lực đủ lớn lên các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga để tạo ra mối đe dọa với Moscow thì điều đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh. Tương quan lực lượng và sức mạnh quân sự của các bên khó lường theo diễn biến chiến tranh kéo dài. Trong khi cuộc chiến tranh Nga và Ukraine đang chứng kiến những làn gió đổi chiều, thì hòa bình lạnh giữa Trung và Mỹ cũng không hề đơn giản. Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ, sự thật là gì? Trong một tuần trở lại đây, trong giới hoa ngữ đã lan truyền một tin tức rằng lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen đã tấn công tàu sân bay USS Eisenhower. Thông tin như vậy đã được nhiều người, trong đó có nhiều người nổi tiếng, chia sẻ rộng rãi trên Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc. Ngay cả CCTV của Trung Quốc cũng không thoát khỏi khuôn sáo cũ và đăng một bài viết có tên "Những nghi ngờ về cuộc tấn công vào tàu sân bay Mỹ phản ánh những thiếu sót trong quản lý an ninh ở Trung Đông". Có thể thấy rằng, rất nhiều người từ trên xuống dưới trong toàn bộ giới hoa ngữ đều tin vào những tin đồn như vậy. Ngay sau đó, một số hình ảnh và video liên quan được đăng lên mạng và nó được một số tiểu phấn hồng dùng để chứng minh đây là hình ảnh tàu Eisenhower bị tấn công. Tuy nhiên, những hình ảnh và video này đầy rẫy nghi vấn. Ví dụ, bức ảnh được đưa ra này, kỳ thực là một vụ tai nạn chết người trên tàu sân bay USS Forrestal ở khu vực phía bắc eo biển Đài Loan trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam năm 1967. Một tên lửa Juni được máy bay chiến đấu F-4 mang theo đã vô tình bắn trúng máy bay chiến đấu A-4 Skyhawk dẫn đến hỏa hoạn, từ đó khiến máy bay chở đầy đạn dược phát nổ. Vụ tai nạn này là sự cố chết người nhất trên tàu sân bay Mỹ sau Thế chiến thứ hai, với tổng số thương vong là 134 người. Trong các video khác, chúng ta có thể thấy một tàu chiến phát nổ dưới đòn tấn công bằng tên lửa trên bầu trời đêm tối đen như mực. Tuy nhiên, đây không phải là tàu sân bay của Mỹ. Nhìn từ vẻ ngoài của tàu chiến thì đây là tàu Aegis của Mỹ. Nó thậm chí còn không có boong tàu sân bay. Nó làm sao có thể là hàng không mẫu hạm Eisenhower được? Đây thực chất là một video đến từ trò chơi Vũ trang xung đột 3. Căn bản không phải những gì xảy ra trong hiện thực cuộc sống. Đặc biệt nếu nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy vào thời điểm tàu chiến bị bắn trúng, hình dáng cột buồm của tàu chiến đột nhiên thay đổi, sau đó nó lại nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Đây chính là đặc điểm của trò chơi điện tử. Ngoài đời thực, chúng ta không thể thấy được cảnh tượng như vậy. Đại tá Chris Hill, chỉ huy tàu sân bay USS Eisenhower, cũng đăng trên Twitter đoạn video tàu sân bay cất cánh như thường lệ, khẳng định không có chuyện gì xảy ra với tàu USS Eisenhower. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói với tờ Business Insider rằng thông tin tàu Eisenhower bị bắn trúng là báo cáo sai sự thật và họ thậm chí còn không biết rằng một tên lửa đã bắn trúng khu vực gần tàu sân bay.
Một lượng lớn phương tiện truyền thông trong giới Hoa ngữ đã bịa đặt và tung tin đồn, thậm chí trang The Paper, một tờ báo kỹ thuật số của Trung Quốc do Tập đoàn Truyền thông Thống nhất Thượng Hải sở hữu và điều hành cũng không thể chịu nổi. Cách đây vài ngày, tờ báo The Paper đã đăng một bài báo đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy tin đồn trên mạng về việc tàu USS Eisenhower bị tấn công đều là tin đồn sai sự thật. Điều này khiến người ta nhớ lại vào tháng 9 năm ngoái, một chuyên gia quân sự nổi tiếng ở Trung Quốc là ông Đỗ Văn Long cho biết truyền thông phương Tây đưa tin tên lửa Đông Phong 27 của Trung Quốc đã bắn trúng một tàu sân bay đang di chuyển cách đó hơn 5.000 km. Vào thời điểm đó, video này đã có hơn 1 triệu lượt xem. Những người tung tin đồn về tàu Eisenhower lại là những người nổi tiếng trên Weibo. Nhưng ông Đỗ Văn Long thì khác, ông ta tốt nghiệp Học viện Quân đội Thạch Sa Trang với cấp bậc đại tá và là bình luận viên đặc biệt của đài truyền hình CCTV và là một trong những chuyên gia đầu tiên tuyên truyền đối ngoại trong quân đội. Bản thân ông là một chuyên gia tư vấn quân sự được quân đội và chính phủ Trung Quốc công nhận. Theo cách nói của chuyên gia Trung Quốc là ông Đỗ Văn Long, thì tên lửa Đông Phong 27 của Trung Quốc đã phá hủy một tàu sân bay Mỹ vào năm 2023 và lực lượng vũ trang Houthi đã tấn công USS Eisenhower vào năm 2024. Tức là trung bình mỗi năm, Mỹ mất một tàu sân bay. Nếu vậy thì thiết nghĩ rằng ông Tập Cận Bình không nên vội vàng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nữa. Nếu tỷ lệ này tiếp tục, thì đến năm 2030, có lẽ Mỹ sẽ không còn lấy một hàng không mẫu hạm nào nữa cả. Bởi vậy, ông Tập không nên lo lắng. Ông ấy chỉ cần nghe theo diệu kế của chuyên gia Đỗ Văn Long thì việc thu phục Đài Loan chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta có thể thấy rằng trước tình hình đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Trung Quốc hiện nay, dư luận và tư tưởng ngày càng trở nên thiên tà. Bởi vì bạn không thể nghe thấy một giọng nói khác, cũng như không được phép truyền bá nó, toàn bộ xã hội chỉ có thể ngày càng trở nên cánh tả hơn. Sẽ dễ hiểu nếu một chuyên gia trong lĩnh vực phi quân sự tung ra những lời nói dối như vậy. Nhưng khi một chuyên gia quân sự tung tin đồn như vậy, người ta không khỏi nghi ngờ. Ở góc độ kỹ thuật quân sự, nhóm vũ trang Houthi hoàn toàn không có khả năng đánh trúng tàu sân bay USS Eisenhower. Đầu tiên là việc nhóm vũ trang Houthi không có hệ thống nào có thể phát hiện các tàu sân bay Mỹ. Các tàu sân bay của Mỹ liên tục di chuyển ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và có tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ. Chúng liên tục di chuyển trên biển. Phiến quân Houthi lại không có vệ tinh, làm sao họ có thể phát hiện được tàu sân bay Mỹ được? Ngay cả khi nhóm vũ trang Houthi có máy bay không người lái để trinh sát, cũng không có cách nào bay qua phía trên không phận của đội hình tàu sân bay Mỹ. Hệ thống Aegis có phạm vi phát hiện lên tới hơn 500 km. Lực lượng vũ trang Houthi chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái của Iran và chúng đều là máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực cánh quạt và có thể đạt tốc độ không quá 200 km/h. Chúng bay chậm và nhàn nhã trên bầu trời và trước khi đó đã bị Mỹ bắn hạ bằng tên lửa cách xa hàng trăm km. Nếu lực lượng vũ trang Houthi không thể phát hiện được tàu sân bay Mỹ, thì làm sao họ có thể đánh trúng tàu sân bay Mỹ được? Thứ hai là ngay cả khi lực lượng vũ trang Houthi biết vị trí cụ thể của tàu sân bay Mỹ và ngay cả khi Hoa Kỳ thông báo cho lực lượng vũ trang Houthi vị trí cụ thể của tàu sân bay của Mỹ, thì Houthi căn bản cũng không có cách nào sử dụng vũ khí và thiết bị của mình để tấn công tàu sân bay của Mỹ. Đây không phải là ngày đầu tiên đội hình tàu sân bay của Mỹ có mặt ở Biển Đỏ, kể từ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái. Mỹ vẫn luôn có một đội hình tàu sân bay ở khu vực Trung Đông trong thời gian 8 hoặc 9 tháng, trước đó là tàu sân bay Ford và bây giờ là tàu sân bay Eisenhower. Nhóm tàu sân bay còn có nhiều loại tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu tiếp tế. Trong 6 tháng qua, Hải quân Mỹ liên tục đụng độ với lực lượng vũ trang Houthi ở khu vực Biển Đỏ. Houthi thậm chí đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa hành trình vào các tàu khu trục Mỹ, nhưng toàn bộ chúng đều bị Mỹ đánh chặn. Tàu khu trục này cách bờ biển khá gần và thực sự có thể dễ dàng bị Houthi phát hiện. Tuy nhiên, tàu sân bay này có bán kính chiến đấu lớn và nó cách xa khu vực điểm nóng ít nhất vài trăm km. Màn trình diễn nổi bật nhất trong trận chiến Biển Đỏ này chính là tàu khu trục USS Carney. Chúng ta hãy cùng xem báo cáo chính thức của Hải quân Mỹ. Vào ngày 19 tháng 5 năm nay, tàu khu trục USS Carney đã quay trở lại căn cứ Hải quân Florida sau hơn 7 tháng triển khai ở Trung Đông. Tàu USS Carney được triển khai ở Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Vịnh Aden tổng cộng 235 ngày. Tích cực tham gia cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang Houthi, nó cũng là tàu chiến đầu tiên của Mỹ đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái do Houthi phóng đi.
tàu khu trục USS Kearny đã có tổng cộng 51 lần chạm trán với Houthi và phá hủy 65 tên lửa hoặc máy bay không người lái của Houthi. Tàu khu trục USS Kearny là tàu chiến đầu tiên của Hải quân sử dụng tên lửa SM-3 trong chiến đấu. Khi đó, tàu Kearny được triển khai gần biển Địa Trung Hải, phóng tên lửa SM-3 để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran phóng về phía Israel. Đồng thời, tàu USS Kearny cũng là tàu chiến đầu tiên sử dụng tên lửa SM-6 trong chiến đấu thực tế. Vào tháng 1 năm nay, Houthi ở vịnh Aden đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm để tấn công tàu Kearny. Tàu khu trục Kearny đã phóng tên lửa SM-6 để đánh chặn tên lửa đạn đạo chống hạm và sử dụng tên lửa SM-2 để đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm. Hải quân Mỹ có nhiều loại vũ khí đánh chặn, trong đó tên lửa SM-3 là đắt nhất và chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Tên lửa SM-6 có thể được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình. Còn tên lửa có tầm bắn ngắn hơn là tên lửa SM-2 và tên lửa Sea Sparrow cải tiến, chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm. Tàu khu trục Kearny đã trải qua hàng trăm trận chiến ở Biển Đỏ. Nó đã chiến đấu với lực lượng vũ trang Houthi 51 lần và thành công đánh chặn hơn 60 mục tiêu. Điều này đủ để chứng minh rằng kho vũ khí hiện tại của lực lượng vũ trang Houthi không thể đánh trúng tàu khu trục của Hoa Kỳ, chứ đừng nói đến hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm là nòng cốt trong đội hình tàu sân bay Mỹ. Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng thường ở cách xa các khu vực điểm nóng hàng trăm km. Lý do rất đơn giản, vì nó có thể sử dụng máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay FA-18 Super Hornet của Mỹ có tầm chiến đấu 400 km, đồng thời có thể phóng tên lửa với tầm bắn hàng trăm km. Điều này có nghĩa là hàng không mẫu hạm Eisenhower hoàn toàn có thể tiến hành tấn công cách khu vực điểm nóng 600 km. Tàu khu trục Kearny đi sâu vào Biển Đỏ như vậy, chủ yếu là để bảo vệ các tàu dân sự đi qua. Hơn nữa, hệ thống phòng thủ của tàu sân bay càng hoàn thiện hơn. Khi tàu sân bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường, họ luôn có máy bay cảnh báo sớm trực ban 24/24 giờ. Máy bay cảnh báo sớm có thể cung cấp khả năng cảnh báo sớm tên lửa tốt hơn, đồng thời phải có từ 2 đến 3 tàu tuần dương và tàu khu trục Aegis vây quanh tàu sân bay để bảo vệ tàu sân bay. Lực lượng vũ trang Houthi thậm chí không thể tấn công tàu khu trục USS Kearny. Vậy họ có thể dùng gì để tấn công tàu sân bay USS Eisenhower của Mỹ đây? Trong những năm gần đây, có một hiện tượng, chính là các nhóm dư luận viên của Trung Quốc cho rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc có thể đấm Nhật xịt máu, đá Mỹ văng xa và thu hồi Đài Loan trong một ngày. Lối nghĩ này thực ra chỉ là một sự hoang tưởng, và sự hoang tưởng đó là do những lời dối trá kiểu như việc tàu sân bay Eisenhower bị bắn trúng gây ra. Nếu tin tức bạn nghe hàng ngày đều là tàu sân bay Mỹ bị tên lửa Đông Phong bắn trúng, tàu sân bay Mỹ bị nhóm vũ trang Houthi đánh chìm, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi có ảo tưởng như vậy. Trong binh pháp Tôn Tử có giảng rằng, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ thiết nghĩ có một số tiểu phấn hồng đã không biết mình, cũng không biết quân địch thế nào. Nếu chiến tranh nổ ra, hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có những kiến thức bổ ích ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình mới.